Đây là quán Zen Cà Phê ở thành phố Việt Trì, nằm trên đường Nguyễn Tất Thành đây, là nó cách khu vực trung tâm độ khoảng 2-3 cây số thôi. Và ở đây có một cái không gian tương đối rộng, và đặc biệt là có một cái bể cá vàng rất là đẹp, và trẻ con rất là thích ra đây để ngắm. Và nếu các bạn có dịp đến Việt Trì thì có thể đến cái quán này, không gian tương đối là yên tĩnh và có chỗ để xe ô tô.